của những phim phim kinh dị á, diễn lại cái đó cho mình xem cũng khá là hay. TV nha. Và ngày hôm nay Mo sẽ dẫn các bạn đi đến Universal Studio Orlando. Thì Mo quay cái clip này để review cho các bạn xem là trong đây nó có gì hấp dẫn và hay ho không. Bởi vì ở đây là cái thứ hai, cái Universal thứ hai trên nước Mỹ luôn. Và Mo thật sự bây giờ rất là vui luôn và rất là mong chờ được đi vào đó. Thì mời các bạn hãy cùng đón xem video này và xem cái review của Mo nha. Let's go. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời luôn và mình đã đến cái cổng chợ của Universal rồi. Thì ngay cái đây là sẽ có một cái dòng sông, một cái đó, các bạn thấy có thuyền không? Wow, ở đây rất là lớn luôn. Và ở bên kia là có một cái quả địa cầu mà tượng trưng cho cái biểu tượng của Universal. Một cái Universal Store thì ở trong đây bán mấy cái đồ kim loại nào và bán bánh kẹo ở trong kia. Thì ở đây là cái đại lễ chính của Universal luôn. Trước đây là một cái ride cho cái Minion này. Wow, cái loa sách này rất là đông, rất là dài luôn. Thì bởi vì mình mua cái vé bình thường, mình không có mua cái vé đi nhanh á, cho nên là maybe là sẽ xếp hàng. Wow, cái thời gian xếp hàng này là 70 phút luôn. Later. But I'm working on something really big today, so I'm going to have to do this kind of quick. Hello, I'm Gru. What's your name? Where are you from? Wow, that might be impressive. Question, question, question. And thank you. Anywho, one moment. Mm-hmm. This is good. But tell Nefario, add more dynamite. I want a bigger boom. You didn't hear that. Anyway, yes, you will be turned into minions. Months ago, my chief scientist, Dr. Nefario, created a device that could turn everyday boring civilians like you into minions. At first, there were a few minor snags, and a few major snags. Although I kind of like that guy. And that guy. Oh, I love that guy. That guy really knows how to party. Don't worry, we have finally worked out all of the kinks. As far as you know, hey, you're in a top secret villain place. Things happen. Yep. If you don't want to move around during the training, please do. You are now in the minion training ground. Mình mới vừa chơi xong cái trò của Minion đó, thì cái đó giống như là mình
ngồi trong cái rạp phim á, xong rồi ngồi trên cái tàu nó lắc qua lắc lại vậy nè, xem cũng rất là hay luôn. Và bây giờ là mình sẽ đi tiếp để review một cái ride khác để coi ở bên trong đây những cái ride này nó chơi như thế nào nha.
kid's already decided the show, so that early. Well, I tripped and I fell, and I landed on a stale churro. Yeah. It's awful, right? Because yeah. I love churros. And I'm like, cinnamon. Oh, it's killing me. Ah. Oh, I'm dying. Oh. Wow. Nobody cares. I'm just gonna die right here. Ah! Mình mới coi xong cái show mà horror movie á. Thì ở trong đó nó làm theo kiểu giống như là nó cho mình biết á, là ở đằng sau khi mà những cái hậu trường, cái hậu trường của những phim phim kinh dị á, họ sẽ làm như thế nào, giống như là cái mạch ma rồi cái mạch cắt ga máu me rùm lum á, thì họ sẽ giống như là họ diễn lại cái đó cho mình xem, cũng khá là hay luôn. Nếu như mà các bạn đến với Universal thì cũng nên cái xem cái show này nha. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái trò chơi khác hoặc là cái show khác, thì mời các bạn hãy cùng đi với mình nha. Bây giờ là cũng là 12 giờ trưa rồi mà các bạn nhìn ở đây thấy rất là nắng luôn, nhưng mà thật ra là rất là lạnh, cũng mà mát mát thôi, cũng nếu như mà so với Seattle thì không lạnh lắm đâu. Mình nghe nói là ở Orlando thường là rất là nóng như Việt Nam vậy, nhưng mà không biết sao cái tuần mà mình đang đi nè thì lại có mưa, hôm qua thì mưa tầm tã luôn, cho nên là đáng lẽ cái lịch hôm qua là mình đi Universal mà mình đã chuyển giờ ngày hôm nay, và hôm nay trời thời tiết rất là đẹp luôn, nắng này, nhưng mà thật ra nó không nóng, nó khiến cho mình rất là dễ chịu, cho nên là mình đi chơi á, mình khách hàng nhiều hay này kia nó không có bị quạo trong người á, nên là hôm nay là thời tiết chạy rất là ok luôn. Và hiện tại bây giờ thì mình đang đi kiếm cái thế giới của Harry Potter để mình đi vô chơi mấy cái ride trong Harry Potter, tại vì mình rất là thích Harry Potter luôn, cho nên là bây giờ mình sẽ đi kiếm đường và lại đó mình sẽ quay lại review cho các bạn xem nha. Let's go. Ở đây nè, có cái xe bus của cái trong một phim Harry Potter. Wow, nó làm như thật luôn, và cái này có hai tầng ở trên luôn. Các bạn xem phim Harry Potter thì chắc chắn là sẽ biết cái xe bus này nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Ở đây là họ sẽ trưng bày để cho mình chụp hình á, ai muốn chụp hình thì khách hàng, và đúng rồi, chụp hình chung với lại cái chiếc xe này với lại cái người lái xe. Cái nhân vật trong Harry Potter luôn. Và các bạn nhìn ở bên đây nè, thấy rất là đông người. Và
kỳ thích đi trong cái Harry Potter này. Và mình cũng là một trong số đó. Thực sự là khi đến với Universal là mình chỉ thích đi vào cái thế giới của Harry Potter thôi. Còn những cái ride kia thì mình rẽ sau, mình chơi sau cũng được. Và mình chủ yếu là mình dành thời gian để mình đi vào đây, để mình review và mình giống mình trải nghiệm về cái thế giới này. Thật sự rất là thích luôn á mọi người. Từ cái khung cửa sổ nè, rồi từ cái nhà, rồi thiết kế ở đây làm y như trong phim luôn. Mình đi vô đây chơi á, thì sẽ có những cái locker vậy nè. Mình scan cái vé của mình vô và mình mở cái này ra hoặc là mình cất đồ vào.
Nó sẽ đem nó lên cái từ rồi hôm nay các bạn lấy cái tiền ở trong Harry Potter nó đừng có được bao nhiêu quà thì lên rồi mấy cái thẻ bài hay là mấy cái vé tàu hay là gì đó các bạn nào xem Harry Potter sẽ biết những cái đồ vật này ha. Thật sự mình rất là thích luôn. Bởi vậy á, không phải là không mà Universal hoặc là Disneyland, họ cái công viên giải trí của họ nó nổi tiếng trên toàn thế giới, khắp thế giới, mà ai trong đời á, thì cũng rất là thích một lần mà đến với Universal hoặc là Disneyland để đi chơi. Thật sự luôn là những cái game, những cái ride trong này họ làm rất là đã. Mình chơi, mình cảm giác là mình muốn chơi nữa chứ hoài luôn. Và họ sẽ giống như là sẽ cải tiến những cái game này theo cái thời gian. Cho nên là khi mà mình tới đây á, thì giống như hồi trước mình đi Cali á, cái game nó, cái ride nó sẽ khác hơn một chút. Và khi mình qua đây, cái ride nó sẽ khác, nên nó tạo cho cái mình cảm giác giống như là mình muốn đi nữa, muốn đi hoài luôn. Thì nếu các bạn có dịp thì cũng hãy nên đến Universal Orlando để chơi mấy cái ride nha, cực kỳ đã luôn.